Rồi, đến hẹn lại lên. Đinh Ba Búa xin mến chào toàn thể anh em và các bạn trên cả nước nha. Thì hôm nay mình lên mấy ba lô mà mình không có thông báo trước nha các bạn. Tại vì hôm nay nó công việc cũng nhiều các bạn. Thứ hai đầu tuần hàng nó cũng đi nhiều các bạn. Thì hôm nay mình đâu có mớ mấy sát đầu máy nè không phải. Hôm nay không phải mấy sát các bạn, kiểu như đầu máy nó thiếu đồ mình rã luôn. Mình rã mình bán đầu luôn nha các bạn. Rồi với lại thì hôm nay ba lô nó cũng lên mấy cái hàng cũng gương mặt thân quen thôi. Rồi 253 nè, rồi Maru 26 nè, rồi Echo 23 nè, rồi Komatsu này là Komatsu 22 bạn, Komatsu 22 nè. Ở đây có mớ đầu Maru nữa nè các bạn. Cái đầu này là 450 một cái nha, các bạn thích lấy mấy cái lấy hết cũng được. Cái này là Maru 23 nha các bạn. Còn đầu này là của Maru 26 nè, 750 một cái. Maru này là của 26 nha các bạn, đồng 34 ly. Thì mấy cái đầu này là tum rời hết nha các bạn, không phải tum liền đâu, tum rời tất cả là tum rời hết nha. Đó. Rồi. Còn đầu này thì các bạn thích lấy nhiều cái lấy nha các bạn. Cái này mình cũng không bắt các bạn lấy hết đâu. Tại vì mấy cái đầu này anh em thợ quen bên mình cứ mỗi người chia nhau người hai ba cái, thích lấy nhiều cái lấy nha. Rồi. Còn cái này là Komatsu nòng 38 ly bạn nè. Komatsu nòng 38 ly. Cái lô hôm bữa mình giờ cái lỗ này nó quá trời luôn nè các bạn. Đó bữa mình livestream mấy bạn thấy rồi. Cái lỗ này nó quá trời luôn. Nòng 38 ly được 5 con nè bạn, nói quá trời chứ có 5 con à. Chứ cái loại này là mình bán rất chạy luôn bạn. Rồi. Hôm nay có 253 có cuộc đời nè bạn, 253 nè. Rồi TJ 27 nè bạn. Rồi có hai con Maru nòng 37 ly nè. Maru này là nòng 37 ly nha các bạn, có con có cuộc đời luôn kìa. Đó, nòng 37 ly. Rồi cái này là Komatsu với lại Ribi với lại Isaki các bạn. Con này thì 4 con à. Rồi chứ có con lô Shirua 3 số bạn. Nè, Shirua 3 số có một con 3 số nó có cái máy cưa nè các bạn. Nè, luôn nó có cái đầu. Cái đầu này là để cưa nha các bạn, để cưa cây nè, trên cao các bạn. Đó, nó cưa cây trên cao. Nè. Đó. Rồi thì hôm nay mình lên cũng ít thôi bạn, không có nhiều đâu. Cũng có TL 26 nè các bạn, con này có 1 triệu thôi nè. Đó, TL 26 nè. Rồi. Dưới sát nè bạn, đầu máy sát nè. Đó sát nè bạn, hai con này sát thì mình chia theo loại nha các bạn. Như cái loại này là của 253 nè. Thì mấy cái đầu này là nó thiếu đồ mình rã ra bán cho không phải là mấy sát mấy chiếc gì đâu nè. Các bạn nhìn nòng của nó nè. Thấy không? Đó. Rồi. Dưới đó mớ đầu sát đồ bạn. Dưới hôm nay có mấy con đây. Hàng tàu xuất Nhật nè bạn, con này nó năm mấy sơ sơi nè. 52 sơ sơi nè các bạn. Đó, có con đây. Con này thì 1,5 triệu nè. Còn con này là con này thì 900 thôi bạn, con này vỏ nó xấu hơn đó. Rồi thì vô đi các bạn. Đó có mấy con loại này thì 400 con này các bạn, đó 400 con thôi đó. Rồi Mitsu 181 cái này 180 bạn, 180. Có con G3K nữa nè bạn, con này cứng rồi, con này thì mình bán 800 thôi, cứng rồi. Rồi thì hôm nay nó nhiêu đó thôi các bạn. Thì hàng này là các bạn lưu ý cũng lâu lâu cũng phải nhắc lại chứ không nhiều anh em mới vô coi lần đầu không có biết. Thì hàng này là hàng chưa dọn nha các bạn, hàng bên Nhật tới giờ sao bán vậy, hàng chưa dọn. Rồi giá bán buông tay nha các bạn, cho nên là mình bán là 30 bạn, không bao hành, không bao ship và không bán thiếu nợ. Rồi các bạn lưu ý trước khi đặt hàng bên mình nha các bạn. Rồi thì vô đi các bạn. Lâm Đồng đợt này nó lạnh lắm bạn, bữa nay nó còn có 11 độ thôi bạn, trời nó lạnh mà nay sổ mũi đầu họng nó hết nổi luôn mà. Nay mình tranh thủ mình quay nhanh bạn, lạnh lắm mà nói không nổi luôn. Rồi cái lô mà một này là 1,6 triệu nha bạn. Thì con này là Echo 281 này, con này nòng của nó hình như 34-36 gì mình cũng chả biết nha, lô này mình chưa làm. Còn con này là TF24 này, có cuộc đời này. Con này là Mitsu tâm bự này bạn, Mitsu tơi 15 này. Còn con này là tơi 24 này. Rồi lô này có 1,6 triệu 4 con nha các bạn, 4 con này là 1,6 triệu nha. Đồ bò của nó đây đầy đủ nha, có con cần nó con may mình cho bộ cần khác cho này đó. Rồi cái con này là 1,1 triệu nha các bạn, con này nó là Mitsu tơi 180 nha các bạn, Mitsu tơi 180. Con này thì liền lạc này bạn, đẹp, áo yếm đồ còn mới lắm bạn này, nó dơ thôi bạn thấy không, đẹp lắm nha. Cái tâm này nó dơ nha các bạn chứ không phải nó chóc sơn đâu, nó dơ. Rồi thì con này là 1,1 triệu nha các bạn, Mitsu 180, có con nha các bạn, đầu bò nó này, đầu bò đầy đủ nha. Đó
Rồi con G3K này là bị cứng nha các bạn. Nè con này cứng nha, mình bán 800 thôi, cứng G3K này các bạn. Đó cứng nha các bạn, lưu ý là con này bị cứng 800 ngàn nha. Nó cũng đầy đủ luôn bạn, nó cứng nhưng mà đầu bò chén dao đầy đủ nè. Đó rồi con G3K này là 800 ngàn nha các bạn. Các bạn lưu ý là bị cứng nha. Rồi tiếp bạn, lô số 2 con này, hai con này là G2K các bạn. 1 triệu 6 bạn lô số 2 này, hai con G2K. Thì hai con này nó móc ke bình xăng các bạn, mai mình cho bình xăng sâu nha. Con này mới các bạn, con này cũng mới ken luôn, không? Cũng mới giả mang luôn các bạn. Con này thì rồi, hai con này là 1 triệu 6 nha các bạn. G2K. Đầu bò của nó nè. Đây các bạn, đầu bò đầy đủ nha, mai chén dao thì mai mình ráp sau. Lô 2 này là 1 triệu 6 nha. Rồi thì nay có mấy con này nó ít nè bạn, lô bữa giờ nó ít ba lô bạn cho nên mấy con liệt xe. Con này thì 500 bạn, con này các bạn mua máy này chụp màn hình lại giúp mình nha. Con này là Silva S25 bạn. S25. Con này sao cái nòng của nó ủa. À cái nòng nó dính nhớt thôi bạn này. Mình tưởng nó bung rớt ra nòng thôi chứ. Nè bạn, dính nhớt thôi. Rồi, Silva S25 nha các bạn. Con này 500 nha, 500 thôi. Đồ bò của nó này đầy đủ nha các bạn. Con này còn chắc chắn lắm nha các bạn, chắc chắn mà đầy đủ lắm. Rồi con này là 900 nha các bạn, tàu xuất Nhật. Con này nó nhái thằng TL52 các bạn. Nè hơi thì dữ lắm, hơi nè. Thì con này mình không biết là nó nhái thằng TL52 hay là nó nhái thằng 43, nhưng mà nó khủng bố lắm bạn, nhìn nó to lắm nha. Nè đầu bò của nó đây nè. Đó rồi tàu xuất Nhật nha các bạn. Con này thì 900 ngàn thôi. Đây 900 ngàn. Bình xăng bởi rồi nha các bạn. Nè. Đó. Còn các bạn mà thích con đẹp hơn thì đây, đây có con đẹp hơn nè. Con này thì 1,5 triệu nha. Đây bạn. Đó con này thì mới như mới luôn bạn, 1,5 triệu. Con này thì nó có ghi là 52 luôn nè các bạn. Nè. Nó có ghi là 52 sơ sơ luôn nè các bạn. Đó nó ghi đây nè. Đời 2016 bạn. Rồi. Con này thì 1,5 triệu nha các bạn, hơi nè. Hơi dữ lắm bạn. Nè, dây nè. Rồi. Đây đầu bò của nó đây bạn, nè. Đầu bò nó chưa dính đất luôn bạn. Trời không mới ken à. Rồi. Con Hitachi này thì 700 nha các bạn. Con này thì đáng lý nó 800 bạn, nhưng mà mình thấy nó hơi xấu nè. Nè, vỏ nó hơi xấu bạn, mà hơi nó chắc các bạn, hơi đã lắm. Nè. Đó, hơi nè. Thấy không? Này nòng 38 ly nha các bạn, 700 ngàn, nòng 38 ly á. Đó, Hitachi. Loại này mình thấy anh em hỏi ghê lắm bạn, 700 ngàn thôi nha. Đầu bò của nó đủ luôn, chén dao đủ luôn bạn. Nè. Ủa, chén dao quay nhẹ nhàng luôn bạn, nè. Chén dao còn ngon lắm. Rồi. Hitachi 700 ngàn nha. Rồi bạn, đâu là còn một con nữa nè. Ở đây, còn một con nữa nè bạn. Con này là G3K nha các bạn. Nè, G3K nha. Đó, ba lô bạn, G3K ba lô, nhưng mà con này mà lên cần là lật ngửa lại. Cái này nói chung anh em làm người lâu năm nhìn biết liền. Rồi, 1,6 triệu nha các bạn, 1,6 triệu. Cần của nó này. Đó, cần nó đó. Rồi, đầu bò nó chứ lộn, đầu bò. Rồi, 1,6 triệu nha các bạn. G3K ba lô nha. Đó, đồ nó còn mới lắm bạn, còn mới lắm nha. 1,6 triệu này. Con này là 1,5 triệu nha các bạn. Con này nòng 39 ly này. Con này nó là Mitsubishi 40 sơ sơ bạn, 40 sơ sơ nòng 39 ly nha. Nó là Mitsubishi tơi 200 mà, tơi 200 á, 40 sơ sơ bạn, nó có ghi số 4 này. Đợi mình tí nha, nó bị hết pin. Rồi. Con này là Mitsubishi 200 nha các bạn. Đó, tơi 200, Mitsubishi tơi 200, con này thì 1,5 triệu nha. Rồi, giờ mình vô lô đi các bạn. Lô số 3 đi. Cái lô số 3 này các bạn thì nó là hai con 311 312 nha các bạn. Cái con 312 này nó mới lắm này. Đó. Hai con này nòng 36 ly, con 311 này còn liên lạc điểu đồ liên lạc nha các bạn. 1 triệu 8 nha. Đây này, 1 triệu 8. Thì cái con 311 này các bạn nó xài cần đôi nha các bạn này. Cần đôi gì này. Đó bạn, đó, cần đôi gì nha. Đó nó vậy đó, nó rinh của nó xài vậy các bạn. Rồi. Hai con này là 1 triệu 8 nha các bạn, nòng 36 ly. Thì nó có một cái đầu sát này. Cái đầu này để bạn coi nha, nòng còn đẹp không?
Ủa, nồng nó còn trắng các bạn, trắng nhưng mà chắc mình nghĩ cứng rồi. Cái đầu này đợi 200 thôi nha các bạn, tức là cái đầu này mình bán theo lô này luôn là 200.000. Nếu mà các bạn không lấy á, thì các bạn bảo thư ký là cái đầu đó không có lấy, mình đợi lại nha. Tại vì đó là cái lô máy này là 1.800.000 với cái đầu 200 nữa là 2.000.000 nha. Các bạn không lấy cái đầu này thì bảo bên mình đợi lại, bên mình sẽ đợi lại bán bán riêng nha các bạn, bán riêng rồi. Rồi lô số 3 nha các bạn, 1.800.000 nha. Đây đây bạn, nồng biết còn đẹp lắm nha, nồng 36 ly Echo 311 nha các bạn. Hàng này bữa mình lên có con anh em hỏi quá trời luôn. Lô số 4 bạn, lô số 4 nha. Tờ đơi 33 các bạn, tờ đơi 33 này. Lô này thì 2.500.000 các bạn. Này, tờ đơi 33. Nồng 37 ly nha các bạn, thì tờ đơi 33 nồng 37 ly. Dòng này nó có bán IC mới mà nhiều anh em không biết này. Giờ nó mà cái loại này các bạn nhiều, nó bây giờ nó đang hút hàng lắm bạn, hốt lắm. Tại vì mình thấy anh em thợ bây giờ cái dòng này nó hút hàng cực kỳ luôn. Nồng 37 ly các bạn, mà giá thì rẻ nữa, giá nó bằng 1/3 tờ đơi 33 thôi. Rồi. Tờ đơi 33 nha các bạn. Nồng 37 ly 2.500.000 nha. Đầu bò của nó đây. Đầu bò đầy đủ hết nha các bạn. Đó, chén dao đầy đủ hết. Lô 4 nha. Lô 5 bạn, hai con Robin 262 nha các bạn, nồng 34 ly. Lô này là 1.500.000 nha các bạn. Chới One Pro lê đỏ này bạn. Con này nó có cuộc đời luôn nè, nè. Có cuộc đời luôn mà. Binh của nó, cái trong đồ nó còn, cái khung của nó còn đẹp lắm bạn. Nè, có cuộc đời luôn. Binh nó nằm đâu ta? Ở đây nè, binh nó nằm đâu trên này nè bạn, mình không biết nữa. Rồi nó có cái cục này cục gì mình không biết luôn. Rồi. Lô này là 1.500.000 nha các bạn, lô số 5 này. Đầu bò của nó đây mà. Rồi. À cái con có con rất đầu bò, mai mình ráp đầu bò sau nha các bạn. Con rất thôi. Đầu bò thì mình có luôn. Lô 5 bạn 1.500.000 nha. Rồi. Lô 6 bạn. Lô này là hai con Mitsu tơi bơi, một con là 23 nha các bạn. Này con này 23 này. Con này là 26 nha các bạn. Hơi còn chắc lắm bạn nè. Chạy chới hai kim. Lô này là 1.400.000 nha các bạn, 1.400.000 hai đầu. Này con này 26 chới hai kim nha các bạn. Con này là 23 nè. Chới one row hai kim luôn. Rồi. Hai cái đầu này là 1.400.000 nha các bạn, lô 6 nha. Hơi dữ lắm nha. Rồi lô 7 nha các bạn. Lô này là bốn cái đầu Echo nha các bạn, 253 với lại đây bạn, 253 này. Đây 253 này. Nồng còn đẹp lắm bạn, mới ken nè, bạn thấy không? Nồng trắng tinh luôn. Đó các bạn. 253 luôn. Con này 253 nha các bạn, đó. Hơi đa số nó hơi còn đã lắm bạn, ốc nó vàng khè đẹp lắm. Hơi còn tốt. Con này là dây giật còn trắng này bạn thấy không? Dây giật trắng tinh nè. Con này nó là 212, 213 nha các bạn, có cuộc đời này. Thì bốn cái đầu này là 1.400.000 nha các bạn. Lô số 7 nha, bốn cái đầu 1.400.000. Đây. Thường mấy cái đầu này hơi nó chắc lắm bạn, đa số đa phần là 99% là nó sống hết bạn này, thấy không? Nó thao nồng đẹp đúng không? Trắng tinh luôn. Rồi, lô 7 nha các bạn. À bốn cái đầu 1.400.000 nha, Echo. Bốn đầu Echo nha. Lô 8 này. Hai cái đầu này là hai con G2K sơ nha các bạn. Nó có cuộc đời này. Hai đầu này 600 nha. G2K sơ này. Thì cái đầu này mình có lan thử cái con này, không biết nó kẹt cái gì nè các bạn. Nó kẹt cái gì ạ. Rồi. Hai cái đầu này là một cái nó lăn, một cái cứng nha các bạn. Cái cứng này. Cái này cứng này bạn, nhưng mà mình lắc có cảm nhận y như nó đi được các bạn, nhưng mà nó kẹt cái gì ạ. Còn cái này là lăn được nè các bạn. Hai cái này gọi cái sơi có đời nha. Này, này hơi còn chắc lắm nha, quay hơi còn nặng lắm. Rồi. Hai cái này nó có cuộc đời nha các bạn nè. Komatsu hai cái sơi nha các bạn. Này nó là Komatsu hai cái sơi. Đó có cuộc đời này. Rồi, lô 8 này là hai cái đầu này là 600 nha các bạn, lô 8. Lô 9 này là bốn cái đầu này là 200.000 cái này. Bốn cái này là 1.000.000 nha các bạn. À lộn, 5 cái, 5 cái bạn. 5 cái 1.000.000 nè, lô 9 nè. Đây là đầu của nào đây? À này của TG20 các bạn nè, TG20 nè. Này là của Komatsu các bạn, Komatsu nha các bạn. Komatsu Geno nè. Còn này là TD24 nè. Này là TF bạn có cuộc đời nè, TF24 bạn. Này, bộ con nó dày cui luôn nè các bạn. Quay nhẹ nhàng nha.
Con này là của TF24 luôn bạn. Đó nè, đó, có cuộc đời nè. Con này cũng còn quay luôn nè bạn, nè, quay luôn nè. Rồi. Lô chính này là 1 triệu nha các bạn, 5 cái đầu Kawasaki nha, 5 đầu Kawasaki, cái này là của Komatsu nha các bạn. Rồi lô 10. Hai cái đầu này là của một cái là của Shingu 24 chế 2 kim bạn nè, Shingu 24 chế 2 kim nè. Chế 2 kim nè bạn, đó. Cái đầu này dưới một cái là của Robin cũng chạy chế quanh rồ luôn nhưng mà chế 1 kim bạn, hai cái đầu này 600 nha. Đó, lô 10. Rồi. Giờ hết đầu rồi bạn. Như lại hai con này thì nó không có trong lô nha các bạn. Hai con này nó mình soạn ra mình thấy nó có con bán luôn. Con này là chế 2 kim, chế quanh rồi 2 kim này. Con này nó là Mitsu TL26 nha các bạn. Này. TL26 này bạn. Ừ. Nhưng mà này nó xài cái kiểu như cái tum nó nằm bên ổ giật bạn. Còn cái ổ giật nó nằm bên cái tum này. Đó, nó thiết kế vậy các bạn, rinh nó vậy luôn á. Rồi. Con này TL26 nha, chế 2 kim bạn. Hơi còn dữ lắm bạn, con này 1 triệu nha. Hơi còn chắc lắm nha. 1 triệu nha các bạn. Đây cần của nó đây. Đầu bò của nó nè bạn, đó, đầu bò cần của nó nè. Đầu bò nó dập cái gì ở Tiger bạn này, nó dập ký hiệu của Tiger này. Tấm dao đầy đủ nha, cần lăn ngon lành luôn á. Này là rinh của nó vậy các bạn, đó. Rinh của nó vậy. Rồi. Con này là 1 triệu nha các bạn. Rồi con này là tơi bơi. Con này là 1,2 triệu nha các bạn, TB 26 nè. Chế cũng quanh rồi 2 kim luôn các bạn. Thôi nè. Đó. Nó giật bình thường nha các bạn. Ở trong này nó có cục đời. Cục đời này là khi mình kéo là cái nhông nó lăn theo các bạn là nó kêu. Rồi. Con này là 1,32 triệu nha các bạn. TB 26 cần của nó đây. Đó. Rồi, lô 11 bạn. Lô 11 này là 1 triệu 7 nha các bạn. 1 triệu 7 nè, 3 con Echo 240 nè. Nè. Echo 240 nòng 34 ly nha các bạn. Nòng 34 ly. Cái lỗ này cần của nó chắc lắm bạn, cần 25 nha các bạn. Nè. Ông cần 25 ti 7 khí, đầu bò của nó nè. Đây bạn, đầu bò nó nè, đầy đủ nha. Đầu bò nó đầy đủ hết nha các bạn. Cần 25 ti 7 khí á, này Echo 240 nha. Cần đẹp lắm nha các bạn, cái thằng này mình khói nhất bộ cần của nó. Echo 240 này, 241. Rồi. Lô này là 1 triệu 7 nha các bạn, lô 11 này. Lô 12 các bạn. Lô này là 1 triệu 4 nha, hai con Robin các bạn, hai con Robin. Nòng 34 ly nha các bạn, Robin nòng 34 ly. 260 này. Con này là của 260 này bạn, 260 hết luôn nha. Hai con này nó là chung một hệ máy bạn nhưng mà con tum liền, con tum rời nha. Rồi. Lô này là 1 triệu 4 nha các bạn, hai con Robin. Nòng 34 ly nha. Đầu bò của nó đây các bạn. Đầu bò nó này. Đó. Rồi, lô 13 các bạn. Lô này là 1 triệu 2 nha. Hai con này là Makita các bạn, nòng cũng 34 ly luôn nha. Makita các bạn, nòng 34 ly luôn. Đó. Hai con này Makita, hai con 25 nha các bạn. Con 264, nòng 34 ly nha. Đồ nó này, đầu cò. Đầu bò nó đâu rồi? Đây bạn, đầu bò nó đây. Rồi, lô này là 1 triệu 2 nha các bạn, hai con Makita nòng 34 ly nha. Rồi. Lô số 10. Chết mẹ rồi, sao bữa nay nhiều lô số 10 với ta. Thôi các bạn chốt lô số 10 này, các bạn nói giùm mình là lô số 10 Echo 253 nha các bạn. 4 con Echo 253, bữa nay nó trùng lô rồi, chết mẹ rồi. Sao hôm nay nó ghi lô kiểu gì rồi. Thì cái lô này là 2 triệu 2 nha các bạn. Thì 4 con này là Echo 253 nha các bạn. 253 này. Nguyên dàn khung của nó là nhìn chất lượng rồi bạn. Đó. Khung nó không rỉ một. Cái đồng Echo 253 này mình thấy nhiều anh em hỏi chủ yếu mua cái khung của nó. Khung không có bị mục nha các bạn. Khung chắc lắm, không con nào bị mục khung nha. Rồi cái gì? Đầy đủ hết nha các bạn, dàn khung này đầy đủ hết. Đó. Thì mình mới rã mớ sát lô này nè, còn cũng có khung luôn bạn, khung lô này mình có luôn nè, anh em nào lấy thì mình bán nha. Lô này là lô 10 các bạn, 2 triệu 2 nha. 4 con, 253, đầu bò cần của nó đây. Đây các bạn, đầu bò cần của nó nè, đầu bò này đủ nha. Đó. Rồi, còn rinh nó hết nha các bạn. Rồi 2 triệu 2 lô số 10 nha các bạn. Lô số 11,
Đây các bạn chốt lô 11 thì các bạn nói là lô 11 Echo ba con Maru 26 nha các bạn, chứ không là lộn, bữa nay nó trùng lô nhiều lắm. Lô này là lô 11 ba con Maru nha các bạn, nè. Ba con Maru. Lô này thì Maru 26 nha các bạn, đồng 34 ly. Lô này là 2,8 triệu nha các bạn, 950 một con. Maru 26 đồng 34 ly nha. Con nào mình thấy cũng đẹp hết nha các bạn. Con này 2630 nè. Này bạn. Dây giật trắng tinh nè. Rồi. Lô này là lô 11 nha các bạn. Ba con 2,8 triệu nha, đầu bò của nó nè. Đầu bò cũng đẹp lắm nha các bạn, đầu bò đủ luôn, đủ hết nha. Lô 12 này là Echo 230 nha các bạn. Echo 230. Hôm nay không biết trùng bao nhiêu lô nữa. Trùng 4 cái lô này nè các bạn, 1,5 triệu luôn nha các bạn. Hai con này 1,5 triệu nè. Một con là Echo 232311 các bạn. Nó xài chới gì đây? À chới hai kim luôn nha các bạn, mà sau Echo này à chới quanh rồ bạn, mà sao nó nằm cái bộ chế nó nằm kỳ ta. Nè, chới quanh rồ mà nó nằm theo hướng này nè các bạn. Nó nằm theo hướng chiều ngang. Còn đằng này là 230 có cục đời bạn này. Nè, nó có cục đời này. Thì hai con này là 1,5 triệu nha các bạn, lô 12 nha. Đầu bò của nó đây. Này. Con này ra bóp mà nó đem nó gãy cái bóp cha rồi sao mà. Đầu bò nó này, đó. Lô 12 nha. Lô 13 bạn. Hai con này là 1,3 triệu nha các bạn. Hai con Maxu 22 nha. Con Maxu 22 chạy chế quanh rồ luôn nha các bạn, có trợ lực luôn nè. Đó, con Maxu 22 chế quanh rồ có trợ lực. Rồi, bình xăng còn trắng nha các bạn. Đẹp máy còn mới lắm. Áo còn mới, bô còn trắng nha. Hai con này là 1,3 triệu nha các bạn. Đầu bò của nó này. Đầu bò này mai mình bỏ chén sau nha. Mai mình cho chén sau. Lô này là 1,3 triệu nha, lô 13. Rồi. Thì còn đây là lô đầu máy Maru nha các bạn. Đầu này là 450 con đầu nha. Nè, bố côn còn dày nè các bạn, lăn ngon lành. Đây, con này có trợ lực luôn nè. Con này thì bố mòn rồi các bạn. Hơi lăn ngon lành nha. Hơi chắc lắm bạn, con nào hơi cũng chắc hết. Rồi. 450 con đầu nha. Các bạn thích lấy mấy cái lấy nha. Đầu này mình không bắt lấy hết đâu. Đầu này cũng vậy nha các bạn. 750 con đầu, các bạn thích lấy mấy cái lấy. Này là Maru 26 nòng 34 nha các bạn. Maru 26 nòng 34. Các bạn nào thích lấy bao nhiêu cái lấy. Này chia cho mấy anh em mỗi người 2-3 cái nha. Các bạn anh em đặt hàng thì cứ thích lấy nhiêu lấy. Rồi 750 con đầu nha các bạn. Tất cả là đầu tâm rời hết nha các bạn. Tâm rời hết á. Tâm 260 nha. Maru 26 nha các bạn. Maru 26. Rồi 750 con đầu nha. Cái này là Maru 26 trên ba lô nha các bạn. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn nào mà lấy hết 8 đầu thì tính 700 nha. Còn bạn lấy thích lấy bao nhiêu cái nha, các bạn chia ra. Rồi, lô 17 nha các bạn. Lô này là 5 triệu các bạn. Lô này thì con Maxu nòng 38 ly nha các bạn. Con Maxu 3030 các bạn. Nó là đây bạn. Nè, 3050 bạn. Con Maxu 3050 nè. Nòng 38 ly nha. Nòng 38 ly. Lô này thì cần của nó đây bạn, cần đầu bò của nó này. Con này nó còn cái gì đây? Còn cái chén dao nhìn chất lượng quá luôn. Rồi, lô này là lô 17 nha các bạn, 5 triệu. Đây. Cô Maxu nòng 38 ly nha. Thằng này nó trợ lực, mặc định là trợ lực nha các bạn. Mặc định của nó là trợ lực hết luôn á. Thì đẹp, lô này liền lạc đẹp này. Dòng này thì nếu mà mấy cần thì nó nằm giá tôi cũng 1,4 triệu một cây bạn, nếu mà mấy cần á. Rồi. Lô 17 nha các bạn, lô này là 5 triệu. 5 con các bạn, 5 con. Lô 18 bạn. Lô này là lô 10. Ủa sao giờ tới lô 16? À lô 16 nha các bạn, lô này lô 16. Hai con này là hai con Echo 253 có đời nha các bạn, này có cục đời. Nè. Đó, có cục đời nha. 1,2 triệu nha các bạn. 253 có cục đời. Không có cứng đâu bạn, con nào giật ngon hết, không cứng nha. Dòng này nồng của nó chắc lắm, nồng kiến nha các bạn. Này nồng kiến. Rồi. Lô này là 1,2 triệu, lô 16 bạn. Lô 15 bạn. Lô này là 2,6 triệu nha các bạn. Hai con này là TG 27 nha. Thì nè, con này ốc của nó hoàng khè nè các bạn, ốc tum hoàng khè, mới lắm.
Con này hai con này có trợ lực luôn bạn này. Máy cần nó không có trợ lực đâu nha bạn, chỉ có ba lô nó mới có trợ lực thôi. Ừ. Đó, trợ lực hết luôn. Rồi, hai con này ốc vàng khè này bạn thấy không? Rồi lô này là 1 2,6 triệu nha bạn, lô 15 2,6 triệu. Đồ bò của nó này. Ừ. Đồ bò à, quay ngon lành nè bạn, đó, ốc nó hơi xít. Rồi lô 15 bạn. 2,6 triệu nha bạn. Tới gì em 7. Lô ổ. À lô 18 mà. Lô này là 3 triệu nha các bạn, thì lô này là Shidewa các bạn, Shidewa. Cái này là hai mấy đây? 251 bạn, con này là 251 này. Con này là 231 này. Con này là 231 có cục đời nữa bạn, con này là 251. 251 mà xài chế quanh rồ luôn bạn. Hai kim luôn mới ghê chứ nè. Đồ 251 mà xới quanh rồ hai kim luôn bạn. Thì cái lô 3 số này các bạn thì giá của nó là 850 một con nha các bạn này. Con này chơi hai kim luôn nè các bạn thấy không? Đó. Này chơi hai kim luôn. Ủa chơi hai kim nhiều quá ta. Này là 3,4 triệu nha các bạn, lô 18 này. Cái lô này có một con VIP lắm bạn, con này nè. Con này là mình mà lụm riêng ra mình bán phải là 2 triệu luôn các bạn. Các bạn biết sao không? Nó ăn tiền là ăn chỗ này nè. Đó, Shidewa này. Chỗ này nó có cái đầu cưa này các bạn này, nó có cái chỗ này nữa. Đổ nhớt luôn. Đó, đổ nhớt vô đây nè bạn, đó, đổ nhớt vô. Cái loại này thì mình chưa có làm bao giờ, nhưng mà cái dòng mà nó có cái đầu cưa như vậy này bán chạy lắm bạn. Ừ. Riêng cái đầu này thôi bạn, đồ Trung Quốc nó đã 1,5 triệu rồi bạn. Đó. Mà cái đồ này của Nhật thì các bạn biết cái đầu này tháo ra bán không là 2 triệu luôn á. À lộn, đầu 2 triệu ai mà mua bạn, nói giỡn nha. Rồi. Lô này là lô 18 bạn. 3,4 triệu nha. Lô 19 nha. Lô này là 3,2 triệu nha các bạn, 4 con Ribi với lại Komatsu Geno này. 26 hết luôn nha các bạn này, 26 nòng 34 này. 26 nòng 34 này. Con này là Isaki nè các bạn, 26 nòng 34 này. Con này là Ribi nè các bạn, Ribi. Con này mới lắm bạn ơi. Nè. Giật thử con này coi. Hơi chắc nịch nha các bạn. Nòng nó nè. Rồi. Lô này lô 19 nha các bạn, 3,2 triệu. Đồ bò của nó nè. Đồ bò thì chén dao đầy đủ nha các bạn, chén dao nè. Ủa cái lô này chén dao đầy đủ hết nha các bạn nè. Chén dao đủ hết luôn nè, quay ngon lành hết luôn á. Ừ. Rồi. Lô 19 này là 3,2 triệu nha các bạn, 4 con. 4 con nha. Lô 20 các bạn, lô này là 2,2 triệu, hai con này là Maru 30 nha các bạn, nòng 37 ly. Nè, Maru 30 nè các bạn nè. Đó, 3030 này. Con này là 305 bạn, nòng 37 ly nha. Ừ. Con này nó có cuộc đời luôn nè các bạn, đó, cuộc đời nó này. Cuộc đời này các bạn giờ không thích các bạn tháo dục được luôn nha các bạn. Các bạn tháo cái này các bạn dục được luôn. Rồi. Lô này là nòng 37 ly các bạn, hai con này là 1,2 triệu, 2,2 triệu chứ lộn, 2,2 triệu nha, lô 20 các bạn, nòng 37 ly. Rồi. Đầu bò của nó đây các bạn. Đó. Đủ hết nha, cần thẳng hết luôn. Rồi lô 20 nha các bạn. Hôm nay có mấy lô rồi, hôm nay mình lên nhiêu đó rồi bạn, thì có mấy lô nó trùng tên các bạn. Này nó trùng nè các bạn nè. À lộn, nó trùng thì các bạn chốt lô thì các bạn chụp màn hình lại hoặc là các bạn đọc tên máy giúp mình nha. Cái này là Maru nè. Đó, cái này là Echo 253 nè. Nó trùng như cái này bạn, tại hôm nay có hai người nó ghi giá, nó ghi phiếu bạn là nó lộn, nó trùng nhau búa xua. Trùng lô các bạn, trùng lô. 11, 12, 13. Ủa nó trùng lô các bạn. Nhớ nha, các bạn chốt lô thì các bạn đọc số xong rồi. Rồi lô đó là của mấy gì nha các bạn, để nó đỡ lộn. Rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn mua hàng thì nhớ liên hệ cho thư ký giúp mình nha các bạn, 0344862079 nha. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ theo dõi đình búa mình tới cuối năm. Thì cuối năm này là mai mốt cuối năm mình sẽ lên một lô khuyến mãi và tặng quà cho anh em nha. Cuối năm đó bạn giờ sớm lắm. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Thôi mình kết thúc video thôi bạn, trời lạnh lắm bạn, đang sổ mũi đau họng chết luôn. Rồi cảm ơn các bạn nha.